Thưa quý vị, phát triển văn hóa ngang tầm với phát triển kinh tế chính trị gắn với phát triển du lịch là một trong những chỉ đạo trong buổi làm việc gần đây của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Đây được xem là một gợi mở quan trọng nhằm hoàn thiện các trụ cột phát triển của thành phố, góp phần tạo động lực để Đà Nẵng phát triển xứng tầm theo nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị. Theo đó, đối với những định hướng phát triển lớn trong quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, bên cạnh 3 trụ cột đã được Đà Nẵng xác định, gồm du lịch gắn với bất động sản nghỉ dưỡng và trung tâm tổ chức sự kiện quốc tế, kinh tế tri thức và trung tâm dịch vụ chất lượng cao. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo để phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, thành phố cần nghiên cứu bổ sung thêm trụ cột, phát triển văn hóa ngang tầm với chính trị, kinh tế xã hội và gắn với phát triển du lịch. Phải phát huy tối đa cái yếu tố văn hóa. Văn hóa thì phải đặt ngang hàng với chính trị, kinh tế, xã hội. Phát triển văn hóa để mà kết nối, để mà phát huy cái con đường di sản này của Đà Nẵng là hết sức quan trọng. Ngay sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy Đà Nẵng cũng đã nhanh chóng họp bàn để triển khai và tạo sự thống nhất trong hành động. Chúng ta thống nhất để cho Ban Cán sự Đảng triển khai ngay cái ý kiến kết luận của đồng chí Thủ tướng về việc bổ sung trong cái phần quan điểm của dự thảo quy hoạch thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, bổ sung một cái trụ cột thứ tư là về phát triển văn hóa ngang tầm với phát triển kinh tế chính trị và gắn với phát triển du lịch. Chúng tôi thấy là cái ý kiến này nó cũng rất là xác đáng, phù hợp với cái định hướng của chúng ta đang làm. Theo nhiều chuyên gia, việc bổ sung trụ cột thứ tư này là vô cùng cần thiết bởi nó sẽ góp phần định hình thương hiệu đáng sống và đẳng cấp mà thành phố đang hướng đến. Quan trọng để chứng minh là thật sự là đáng sống mà có đẳng cấp, so sánh được quốc tế ở vị trí hàng đầu thì chắc chắn nó có cái vấn đề là sức hấp dẫn cái thành phố ấy, nó phải đáp ứng được những cái xu thế sống mới. Ví dụ xanh, nhân văn. Thời gian qua, bên cạnh tập trung phát triển kinh tế, thành phố Đà Nẵng cũng dành nguồn lực đầu tư cho văn hóa. Nhiều thiết chế văn hóa mới mang tính động lực được xây dựng, cải tạo, nâng cấp, đem lại diện mạo khang trang cũng như góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần, đáp ứng được nhu cầu của nhân dân, du khách. Thành phố cũng tập trung triển khai đề án phát triển văn hóa đồng bộ với phát triển kinh tế, chú trọng xây dựng con người Đà Nẵng văn minh, hiện đại, hình thành bản sắc con người Đà Nẵng phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc. Theo chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành, thành phố đặt mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm văn hóa phát triển của đất nước, trung tâm tổ chức các sự kiện tầm khu vực và quốc tế. Theo chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 43 về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây được xem là những bước đi quan trọng góp phần từng bước cụ thể hóa trụ cột thứ tư về phát triển văn hóa ngang tầm với chính trị, kinh tế, xã hội gắn với phát triển du lịch hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.